tại phiên họp thường kỳ sáng ngày hôm qua thủ tướng chính phủ đã yêu cầu bộ y tế có phương án ứng phó với mọi tình huống dịch Bộ Y tế cần chủ động tiếp cận nhiều nguồn vaccine và xét nghiệm nhanh, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine hiện đang có. Theo báo cáo của Bộ Y tế, thì đến ngày 15 tháng 5 tới đây, toàn bộ số vaccine sẽ được tiêm, đảm bảo an toàn, không để vaccine quá hạn, công khai việc tiêm vaccine trên các phương tiện thông tin đại chúng, để nhân dân được giám sát, đồng thời xây dựng đề án nhập khẩu, sản xuất hay là tổ chức tiêm vaccine và huy động nguồn lực để thực hiện.